Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 1 tháng 4 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2. Ủy ban nhân dân tỉnh họp xem xét cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường và khoa học công nghệ. Lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Thôn Gạo Bắc, nơi thành lập tỉnh đội Hưng Yên. Tránh tình trạng học sinh chọn nghề theo cảm tính. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2, đồng thời quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Quý 1 năm 2024, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát kết luận số 09 Ban Tổ chức Trung ương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2024, kịp thời quán triệt cụ thể hóa các quy định hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức thành công lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Tại tỉnh Hưng Yên, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nội dung trong chương trình công tác đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định. Quý 2 năm 2024, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, các nghị quyết chương trình đề án kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ công chức viên chức, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát về công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp Ban cán sự Đảng và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường và khoa học công nghệ. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến nhằm làm rõ thêm nội dung đối với hai tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2024 và thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ đề xuất việc chuyển mục đích sử dụng đất là do thời gian qua, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa dưới 10 ha nhưng nhiều dự án chưa có hồ sơ kèm theo, chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định 12 năm 2024 của Chính phủ. Chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa có trong kế hoạch sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã giả soát tổng hợp và xét thấy đủ điều kiện trình danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2024 đối với hơn 70 dự án với tổng diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là trên 108 ha. Kết luận về nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư các dự án tích cực phối hợp hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Mà chậm thế một khâu này thì lại sang khâu khác. Hết cái khâu này đất lúa không xong thì lại giải ngân vốn đầu tư chậm, xong rồi suốt ngày kiểm điểm. Tức là mỗi nội dung nó móc xích với nội dung kia đấy. Chứ không phải nó đơn độc một mình đâu. Nó thiếu nội dung này, riêng cái đất lúa là thiếu cái là chịu hết, bao cái là chịu hết, không giải phóng mặt bằng được, mà không giải phóng mặt bằng được thì đương nhiên là không giải ngân vốn đầu tư công đoạn được, tiền cứ nằm ở ngân hàng ở kho bạc cứ treo ở đấy, rất là lãng phí. Nên là hôm nay tôi yêu cầu là các chủ tư này, các huyện này phải rất lưu ý và làm việc với các đầu tư và các dự án của huyện đó sớm trình Sở Tài nguyên bổ sung thêm, nếu nội dung hôm nay mà chưa đủ thì bổ sung vào cho đủ, sau đó là trình Hội đồng sớm. Tất cả các nội dung là các dự án trọng điểm của tỉnh và dự án của tỉnh cần thu hồi đất thì các huyện đều phải chỉnh khi đủ sơ. Thế còn các đồng chí cũng phải quán triệt với các phòng tài nguyên môi trường liên hệ với các chủ đầu tư, khi mà thiếu hồ sơ gì thì trực tiếp gọi điện để trao đổi với nhau, chứ không phải quan cách chỉ ngồi đấy ông thẩm định ông duyệt sau đó là quan cách là không được đâu. Cũng tại phiên họp,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhất trí với nội dung do Sở Khoa học và Công nghệ trình là dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 15 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đồng dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 4 năm 2024 tại sân vận động BVF huyện Văn Giang, quy mô trên 4.500 người, trong đó khối nghi thức trên 260 người, khối diễu hành 2.300 người và khối biểu diễn nghệ thuật đồng diễn trên 560 người. Sáng nay, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và trao quyết định bổ nhiệm. Sự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể tỉnh và đông đảo cán bộ công chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Đinh Hồng Quyên, Phó Chánh Văn phòng phụ trách điều hành Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ chức Vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đánh giá cao kết quả công tác của ông Đinh Hồng Quyên, đặc biệt trong thời gian 2 năm qua được giao phụ trách điều hành Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Đinh Hồng Quyên cùng tập thể cán bộ công chức văn phòng đã có nhiều đổi mới trong phong cách làm việc, ngày càng nhanh chóng, nhiệt tình, trách nhiệm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ông Đinh Hồng Quyên tiếp tục nỗ lực cố gắng phát huy phẩm chất năng lực trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cùng với tập thể văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tổng hợp tham mưu, điều phối công việc thẩm tra để phục vụ cho công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời đề nghị tập thể cán bộ công chức văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn sự tin tưởng tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân tỉnh hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục trau dồi rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, phối hợp tốt với các đơn vị hữu quan xây dựng tập thể văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đoàn kết sáng tạo vững mạnh. Sáng nay, tại Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên, Cục Thống kê tỉnh tổ chức lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Sự buổi lễ có các đồng chí Đỗ Thị Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại tỉnh Hưng Yên sẽ triển khai ở 585 địa bàn mẫu thu thập thông tin lập bảng kê với gần 110.000 hộ dân. Đối tượng kiểm tra là hộ dân cư và nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư, trong đó bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện ăn ngủ tại hộ. Các điều tra viên sẽ thu thập dữ liệu liên quan đến 7 nội dung chính, gồm thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ dân, tình hình di cư, giáo dục, tình trạng hôn nhân, lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi, thông tin về người chết và nhà ở và điều kiện sống của hộ. Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh thành lập với tổ công tác cấp tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các sở ngành có liên quan để chuẩn bị cho công tác điều tra, tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, giám sát viên các cấp. Đối với tỉnh Hưng Yên, chúng tôi huy động trên 200 điều tra viên tham gia vào cuộc điều tra này. Đối với cuộc điều tra này, chúng tôi sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin triệt để trong các công đoạn điều tra. Và đặc biệt là đối với khâu thông tin thì chúng tôi sử dụng cái phiếu điện tử, cho nên là yêu cầu điều tra viên là phải có năng lực trình độ và sử dụng thành thạo các cái thiết bị này để đảm bảo cho cái công tác thu thập thông tin. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy yêu cầu Cục Thống kê thực hiện tốt vai trò chủ trì, hướng dẫn phương án nghiệp vụ, tham mưu kịp thời với tổ công tác cấp tỉnh, chỉ đạo thực hiện quy trình phương án điều tra, đảm bảo chặt chẽ các khâu, phối hợp với các cơ quan báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các sở ban ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê, tăng cường cung cấp thông tin dữ liệu phục vụ thu thập thông tin. Cùng với đó, các hộ dân được chọn mẫu điều tra tích cực phối hợp, chấp hành việc cung cấp thông tin theo bảng hỏi đầy đủ, chính xác với điều tra viên. Ngay trong sáng nay, các điều tra viên đã tiến hành đi đến từng hộ gia đình, thực hiện thu thập thông tin,
thời gian cuộc điều tra sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2024. Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua tuyên truyền sâu rộng truyền thống yêu nước, vẻ vang, quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành cùng những chiến công hiển hách của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua. Kết quả 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng Toàn dân nhằm khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đợt thi đua được tổ chức triển khai sâu rộng có hiệu quả ở các cấp các ngành gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan tổ chức đơn vị và các hoạt động chào mừng. Nội dung thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm với chủ đề xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tinh gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội và nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Các hoạt động quân sự quốc phòng trọng điểm gắn với đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, các hoạt động đối ngoại quốc phòng góp phần củng cố phát triển quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực và trên thế giới, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa. Thông qua đợt thi đua nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thời gian thi đua thực hiện từ tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 1 tháng 12 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 77 năm, ngày 1 tháng 4 năm 1947, cơ quan chỉ huy của lực lượng vũ trang tỉnh, tỉnh đội dân quân Hưng Yên, nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, được thành lập tại thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi. Tỉnh đội dân quân ra đời, đánh dấu bước trưởng thành, đồng thời là cơ sở quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh lớn mạnh hiện nay. Cụ Nguyễn Văn Nha, sinh ra lớn lên tại thôn Gạo Bắc, năm nay đã ngoài 90 tuổi. Nhưng cụ vẫn nhớ rất rõ thời gian chuẩn bị đến khi thành lập cơ quan chỉ huy của lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên. Bộ đội thì ở cái chùa này, nhưng công họp này họp ở trong đường ngõ này, chỗ cái đa qua cái đa đấy tí. Thế tôi mới hỏi ông, thế công họp gì đấy? Thế công bảo ơi, thành lập bộ đội tỉnh huyện để lãnh pháp. Thế là mấy tháng sau thì là bắt đầu có bộ đội huyện, có đội tỉnh. Năm 2014, xã Hồ Tùng Mậu vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp. Nhà bia tưởng niệm nơi thành lập tỉnh đội dân quân Hưng Yên được xây dựng và hoàn thành năm 2015. Vừa là để ghi dấu ấn về địa danh lịch sử, thể hiện tình cảm trân trọng và lòng biết ơn với các thế hệ cha anh, vừa để nhắc nhở nhân dân và các thế hệ trẻ sau này về truyền thống cách mạng của quê hương. Nơi đây là nơi truyền thống cách mạng của xã nhà, thì các cháu là thế hệ trẻ tương lai, thì mong các cháu làm sao nối tiếp và duy trì cái truyền thống cách mạng, tích cực học tập, chăm ngoan, sau này lớn lên góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Những năm qua, cùng với việc tập trung xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xã Hồ Tùng Mậu luôn chú trọng công tác quốc phòng địa phương, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tốt truyền thống của vùng quê cách mạng, tham gia tích cực có hiệu quả vào các cuộc vận động, các phong trào bảo vệ tổ quốc và an ninh trật tự địa phương, xây dựng thế trận lòng dân, chiến tranh nhân dân và khu vực phòng thủ. Tuyên truyền giáo dục để từng cán bộ, đảng viên và nhân dân thế hệ trẻ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm cũng như niềm vinh dự và tự hào để phát huy cái truyền thống quê hương, tham gia xây dựng vững chắc cái nền quốc phòng toàn dân. Đặc biệt 10 năm nay chúng tôi chưa bao giờ đủ quân mà chỉ có thừa. Thì có những năm chúng tôi đi thừa đến hơn chục người. Nhiều năm chúng tôi đến thành đã tổ chức giao lưu tân binh tại địa điểm này nhằm mục đích ôn lại truyền thống và để phát huy cái truyền thống quê hương hùng. Trong suốt 77 năm qua, nhân dân xã Hồ Tùng Mậu cùng với toàn tỉnh không ngừng phấn đấu phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh lớn mạnh như hiện nay. Quý vị và các bạn, chọn trường, chọn nghề theo tâm lý đám đông không chỉ gây lãng phí về thời gian tiền bạc mà còn ảnh hưởng đến cảm hứng, đến đam mê học tập sáng tạo của học sinh. Điều này đòi hỏi các nhà trường cần tăng cường công tác định hướng nghề nghiệp.
Em cũng được nghe rất nhiều những cái ý kiến của họ hàng, của bạn bè anh chị em. Có người thì thích em học sư phạm bởi vì cái môn toán của em cũng khá là tốt. Nhưng mà cũng có người thì nhìn em lại hướng học với ngành an ninh. Khi mà mình muốn học cái ngành gì đó thì mình sẽ trả lời những câu hỏi mà gia đình đưa ra ấy, rằng là ngành này nó làm như thế nào, nó ra trường nó làm gì, với lương là bao nhiêu. Cho nên là em nghĩ là họ chọn theo số đông để lựa chọn một phương án an toàn cho bản thân. Em cũng phải tìm hiểu về bây giờ hiện tại nó là những ngành nào đang hot và những ngành nào nó sau này ra sẽ làm vào những chỗ gì. Đây là chia sẻ của nhiều học sinh khối lớp 12 khi được hỏi về vấn đề chọn trường, chọn nghề. Bên cạnh những học sinh có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, nhìn nhận rõ điểm mạnh, yếu của bản thân cũng như xu hướng nghề nghiệp, cơ hội việc làm trong tương lai, thì hiện vẫn còn một bộ phận học sinh còn lựa chọn nghề nghiệp theo cảm tính, theo phong trào và theo tâm lý đám đông. Nghề hot, điểm chuẩn đầu vào, học phí là những tiêu chí hàng đầu khi các em chọn trường, chọn nghề. Trong khi đó, những yếu tố cốt lõi như chương trình đào tạo, xu hướng việc làm lại chưa thực sự được quan tâm. Tại vì em cũng chưa tìm hiểu đến chương trình học rõ lắm ạ. Và em nghĩ là cũng rất nhiều bạn cũng sẽ như em ạ. Tại vì em cảm thấy nó quá là rắc rối và rối rắm. Em chỉ tìm hiểu sơ qua về các ngành này và học thì cần những gì và đến lúc ra trường thì mình sẽ làm những gì và mình làm ở đâu ạ. Em chưa tìm hiểu về những cái chương trình học một kỳ như thế nào và những cái phương thức học nó sẽ ra làm sao ạ. Chọn trường theo trào lưu dẫn đến hệ quả là khi vào trường học mới nhận thấy không phù hợp với năng lực sở thích và ra trường phải đi làm trái ngành. Điều này gây ra sự lãng phí lớn về thời gian, tiền bạc của học sinh. Thực trạng đó đòi hỏi các nhà trường phải tăng cường công tác hướng nghiệp cho học sinh. Cho các em tham gia các bài test về năng lực để tìm hiểu xem là em đó phù hợp với năng lực ngành nghề nào. Sau đó là phân loại, tư vấn cho các em phối kết hợp với rất là nhiều các trường đại học, cao đẳng đến để tư vấn tuyển sinh. Hiện nay hầu hết các trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh. Các thí sinh cũng đã có thông tin đầy đủ để lựa chọn nghề nghiệp theo học. Thời gian này cũng là giai đoạn cao điểm triển khai công tác hướng nghiệp tuyển sinh tại các trường trung học phổ thông. Đây là cơ sở quan trọng để các em đưa ra quyết định vào đợt đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra vào tháng 5. Những năm gần đây, trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Kiều, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu tập trung nỗ lực trong việc phát triển văn hóa đọc nhằm phát huy tối đa vai trò của thư viện trong nhà trường, thư viện lớp học nhằm giúp cho các em học sinh rèn luyện về thói quen đọc sách, nâng cao kỹ năng giao tiếp, có những phút giây thư giãn sau giờ học trên lớp. Thư viện tại lớp học được trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Kiều xây dựng từ năm học 2018-2019. Đến nay, 28 lớp học đều có tủ sách được đặt tại các lớp. Công trình thư viện thân thiện, thư viện hiện đại, thư viện xanh được nhà trường huy động xây dựng với tổng kinh phí là 300 triệu đồng. Hàng tuần, nhà trường tổ chức cho toàn thể các học sinh ngồi đọc sách theo từng lớp học tại khuôn viên nhà trường. Đến với thư viện của trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Kiều, các em học sinh được làm quen, đọc và tìm hiểu trên 11.000 đầu sách với nhiều thể loại như sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện cổ tích, truyện lịch sử. Để khuyến khích việc đọc sách, nhà trường thường xuyên đầu tư cập nhật bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nhu cầu mượn và đọc sách của cán bộ giáo viên và học sinh. Theo thống kê của thành phố Hưng Yên, 3 tháng đầu năm 2024, thành phố đón hơn 160.000 lượt khách đến tham quan chiêm bái và tổ chức hướng dẫn cho hơn 70 đoàn khách đến tham quan. Bình quân mỗi ngày, các điểm di tích trên địa bàn thành phố đón từ 1.500 đến 2.000 lượt khách. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến vừa qua, lượng khách đến các di tích đền chùa tại thành phố như đền Trần, đền Mẫu, chùa Chuông, chùa Phố, Đông Đô Quảng Hội lên tới 9 đến 10.000 lượt khách mỗi ngày. Ngoài việc chú trọng quảng bá, tuyên truyền giới thiệu về mảnh đất, con người và các di tích lịch sử, ẩm thực đặc trưng, thành phố Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị liên quan làm tốt công tác quản lý di tích, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tạo ấn tượng tốt cho du khách. Nước không tiêu thoát, cộng với việc không được khắc phục sửa chữa kịp thời, nên gần một năm nay, gần 100 hộ dân sinh sống trên quốc lộ 39A qua đoạn ngã tư Lực Điền thuộc địa phận xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, phải sống trong cảnh nước ngập quanh năm. Theo người dân phản ánh, đoạn đường trên cứ hễ mưa là ngập, trời mưa to nước ngập cả vào trong nhà.
ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt của gần 100 hộ dân sinh sống gần đó. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do nước bị ứ đọng, cống thoát nước bị tắc gần một năm nay không thoát nước, cộng với lưu lượng phương tiện qua lại đông, dẫn đến đường bị sụt lún sâu, lại không có biển cảnh báo nên nhiều phương tiện qua đây đã gặp sự cố. Sự việc trên diễn ra từ lâu và mặc dù nhân dân đã phản ánh, song đến nay vẫn chưa được khắc phục sửa chữa. Mỗi một lần mưa là chúng tôi còn phải đóng cả cửa cuốn xuống để cho nước nó không dình vào nhà. Có những hôm phải đỗ xe lại để xi nhan, không cho ô tô vượt qua thì rất là nguy hiểm. Rất nhiều xe máy bị đổ rồi, ô tô thì bắt đi lê. Cũng chỉ mong làm sao các cấp có thẩm quyền nhanh vào cuộc để xử lý cho bà con chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.